Rồi. Lúc để tay hổ em không có hả? Hổ cũng không có đâu kỳ á. Rồi sao chết rồi. Kỳ á. Giờ mày phải không có chỗ nào nó không nóng hết trơn á. Nóng bị lửa đốt mà. Hello chào bạn nha. Hiện tại thì hai anh em Trường với Quý đang đi mua bánh mì về chơi nguyên tem luôn. Nay chơi trò chơi gì em? Mọi người nhớ Phụng Nhân Tính bữa. Chơi mà nó ăn con gà không cho mình ăn đó. Không, cái video đó bị hư chưa lên. Nay mình mua bánh mì chơi này ha. Cô, bánh mì cô quét này dưới cho con nha. Được không? Nè. Cô phụ tá. Chét vô bánh mì hả? Chét vô đây được không? Đúng rồi, cô mổ qua xong cái cô chét vô cho nó. Đúng rồi. Mà ớt cho siêu cay vô nha con. Ớt quá trời. Dạ, cái đó ăn nó nồng nó thông lên tới não luôn á. Thử miếng đi. Chấm chấm miếng đi. Cay lắm. Cay lắm. Hai chục bao nhiêu con? Hai chục bổ. Lấy 20 bổ đi. Bổ nhiêu? 12, 15. Bổ 10 hả? Bổ 10 đi. Dạ, cho thử thách mà. Ở đây là mình bán này lâu chưa con? Lâu rồi. À vậy hả? Chốt mà lấy cái khéo 15 cho lũng cái này coi. Chết. Bổ mấy ổ rồi gì? Hả? Thì bổ từng 7 ổ, 8 ổ gì đi. Nào ăn chúng đó thơm phức luôn. Giò heo quá trời luôn. Sao thấy cuộc chơi này ổn không? Đáng làm dấu về cho nó ăn cái bà đó luôn. Hồi nãy kêu cô á cho đựng cọc phun màu á. Thấy không? Những cái ổ nào mà mình ăn á lấy cái con phun màu á. Phun này mấy màu con? Phun mỗi một màu. Một màu mà hả? Để làm dấu. Đâu để một viên mấy ổ đó thì để một viên. Không, để một viên đâu được. Có mấy kia chơi mấy kia mà. Rồi. Rồi đây đây đây. Xịt mù tạt vô là thơm phức luôn. Giống thằng gì con của con đó. Đỏ tay với mua tí hoàng nó bực mình á. Ừ, đại đại vô con. Đại luôn ha. Ừ, đại đại vô. Đó. Gỡ gỡ ra cho cô đi Quý. Ngon lành. Rồi rồi rồi, vừa vừa thôi. Em lấy miếng dưa leo em chích chích xung quanh đó đi. Để cắn cái xỉu luôn. Làm cho con 8 ổ vậy đi cô. Rồi bà cô phải xịt mù tạt cái hết sạch rồi. Em đếm rồi Quý. Rồi vậy đó, vậy ngon lành rồi đó. Đi coi coi. Cũng ngáp. Trời ơi ngon lành. Chết rồi luôn. Được chưa? Rồi vậy được rồi con. Trời ơi ăn một cá một lên tới não chứ. Thấy mấy cô nhiệt tình quá, làm mỗi 15 đi. Nhân coi nha. Ờ, tại vì mấy thấy mấy cô nhiệt tình quá, làm mẫu 15 đi. Dạ. Mấy ổ rồi cô? Được mấy ổ rồi cô? 7 ổ hả? Dạ. Cho vô một bọc thường chứ 2 cục ổ mình đúng để đúng hết bọc đâu. Hết chai vô tạc. Chai nó mắc không vậy? Dạ có 2 mấy ngàn con. Nghe nó có cay nó cũng như cái đó. Còn ném nữa không? Chấm thử miếng rồi. Chấm thử miếng rồi. Nè lấy miếng xóa lấu rồi chấm thử miếng rồi coi thử nó cay cái đồ nào. Nó không cay. Nó chỉ nồng không à. Mấy ổ này cô bỏ ớt nhiều nhiều cho con nha. Mấy nó đang ăn dữ lắm.
Dạ, để thêm cái nữa cho ngon lành luôn, vừa cay vừa ớt luôn. Ở đây bà cô bán đồ ngon lắm chứ gì. Giò. Một cái giò vậy là bao nhiêu tiền con ha? Cân mới biết, 125 ngàn. Ồ, 125 ngàn hả? Dạ. Cái này là mình phá lấu rồi hả con? Phá lấu rồi. Dạ. Có ăn lòng không nha, nói đừng làm. Cứ đi với cô đi đồn đại đại đi, làm thập cẩm lại đi. Ừ, dạ. Ăn mới để nhiều người không biết ăn. Trời, mấy đứa này nó ăn dữ lắm con. Đó, bây giờ thì bà cô đang làm bánh mì cho mấy anh em. Thì mua 20 ổ về thử thách, thử thách trò chơi. Ai mà người ăn cuối cùng là chiến thắng, người mình gửi ra trò chơi gì ta? Ăn chiến thắng không thì kỳ quá, phải ra trò chơi gì. Từ để lát nó thua cuộc nó biết rồi. Thua cuộc mới biết hả? Ừ, thua cuộc mới biết. Chắc cho nó đu dây điện quá. Cho đu dây điện. Cho nó nhảy xuống. Rồi ok, giờ mọi người cả nhà mình đợi video nha. Đó, bánh mì nè, mà cô có giòn à, gì giờ. Quá ngon lắm. Ủa mì 15 ngàn á hả? Quá trời thịt luôn. Mà cũng quá trời cay luôn á. Quá trời cay, quá trời thịt luôn. Đó, nó chơi cho ớt mày thật. Cho mày ăn mày chết luôn. Cho mày ăn chết luôn. Dưới này mày ăn mày khóc ra nước mắt rồi chứ này. Ai ăn mấy chỗ này ra nước mắt luôn rồi. Ủa mì, mì ở quê 15 ngàn nè quý cả nhà ơi. Ngon lành không? Cô bán đây là cả chục năm rồi. Ngay cổng chào của tỉnh Trà Vinh. Đây, đây là ở tỉnh Trà Vinh nha cả nhà, ngay cổng chào tỉnh Trà Vinh luôn. Giờ ăn ngon rớt nước mắt anh mày mà khóc cái nước mắt không chết luôn. Không, thử thách không cho ăn, không uống nước luôn. Cho ăn thôi, không cho uống nước. Mấy ổ nào có bù tạc cô để riêng rồi đó. Rồi ok, giờ cả nhà đợi đi đi đeo ba. Giờ mình với đàn Quý mua bánh mì về rồi. Giờ là có em Tấn với em Phụng, giờ là thử thách trò chơi. Quý chơi sao? Trò chơi là thử thách ăn trong thời gian sớm nhất. Không, ăn được nhiều bánh mì nhất. Nào bỏ cuộc là sẽ bị hình phạt. Phụng sao? Em đâu sao đâu. Đâu sao đâu. Thì Quý giao sao là em chịu vậy thôi chứ mà. Tấn sao? Quý cứ đưa ra thử thách là mình quất thôi các bạn ơi. Giờ em biết cái này là ăn chắc rồi, em nhịn đói sáng tới giờ mà. Sáng giờ nhịn đói luôn hả? Tội dữ. Rồi bây giờ là cuộc chiến ăn bánh mì là ăn bao trong thời gian bao lâu đây? Nó lớn lớn rồi. Nửa tiếng thôi. À 30 phút hả? À? Vậy lấy cái điện thoại bấm đồng hồ đi. Trời ơi. 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây ăn chắc chết luôn. À, lấy đồng hồ bấm đồng hồ, đây là 20 ổ bánh mì nha các bạn. Hồi nãy là 20 ổ bánh mì này là Trường với lại Quý đi mua nè. Là để chuẩn bị cho anh em sẵn rồi đó. Rồi chưa? Bấm à. Bấm đây. Đưa đây. Rồi 1 2 3 ăn. Cộng thùng lại để đây, cộng thùng lại đi. Ờ, mỗi đứa cộng thùng nha. Sao ai giờ mất vậy hả? Tại bánh mì người ta phải ăn ở thử thách mà. Trời ơi. Cảm ơn mọi người nha. Mời mọi người nha. Ngon. Nhà cho đâu kia quất cái thằng nữa ông miệng trời. Đói lắm đói hay gì rồi. Trời ơi. Khô hầm ít thịt hả? Không được uống nước nha. Ngon không? Ăn rồi ăn nữa được bao lâu? Bò nhai gom á. Ăn hết 20 ổ bánh mì để chích ké luôn. Ăn nhanh đây. Nha, ăn nhai ngon ngon vô. Có là thấy cay luôn nha. Nhai ngon ngon vô. Thời gian có hạn nha, bò ăn thua là có chừng cắm đầu cũng buồn giống bữa nha. Cái này máy máy quốc không ăn máy Nhật mà. Máy Nhật hả? Mày ăn dữ à. Ăn quên. Chào Quý, ổn Quý. Ngon. Ngon không? Ngon. Ăn. Cố lên, cố lên.
một phút rồi đó. Mở miệng luôn rồi. Nhai cái chó này à mua. Không à, không trận. Không trận cắn. Không trận cắn. Chắc em thua quá mọi người. Không trận cắn rồi mọi người ơi. Sao mỗi hàm như vậy? Đi ăn nhà đi. Ừ. Nhà xong ăn bánh mì thấy thấy bánh mì là xạo luôn à. Ba. Thầy ơi. Mệt đã. Mệt đỡ. Giống quen trong gần á. Cố lên, cố lên. 2 phút rồi các bạn ơi, 2 phút mà nãy giờ mới có thằng có ngổ một à. Vậy mà đòi ăn ăn phải 5-10 ổ đồ. Cho uống nước không? Không cho uống nước. Vậy mà dễ dữ lắm, Phụng là gì mặt béo quá, mặt không có miếng sắt luôn. Trời ơi, anh nói ngủ quá. Nãy giờ dữ lắm không? Trời ơi, mình em ăn 5 ổ, ăn 10 ổ được không à? Ăn cắp thì được á, em máy Nhật mà. Ừ, máy Nhật. Ừ, qua đây đi. Chừng 2 ổ là rất được không? Ăn chừng 2 ổ là ké như mấy mà. Có quyền tự giúp không? Kêu ngoài em giúp anh máu ơi. Dứt đi, cố lên. 3 phút rồi kìa. Thua 3 thằng luôn sao? Ba thằng cameraman chưa hả? Lẹ lẹ đây, 3 phút rồi kìa. Rồi, dứt thêm ổ nữa. Nè, ổ này nè. Dễ ăn. Ổ này dễ ăn. Nhỏ, nhỏ không chịu. Một bước ổ lớn rồi, thấy thôi luôn rồi. Ai nào chịu ăn ổ lớn, thua à. Phải đeo cùng mi cho mới được. Đó, đeo dây thun vô. Đó, đeo. Làm dấu. Sao Phụng? Tình hình sao không cân? Cay cay thôi, không còn ăn được. Ô, yếu xìu luôn. Mà bao thứ hai nha. Đó. Tưởng làm được ổ thứ hai mọi người. Vẫn ngon như ổ đầu tiên. Khô quá. Mấy ổ này nó nhão nhão dễ ăn không? Ổ thứ hai các bạn. Này thì ngần đứa ăn ổ thứ hai đây. Có xì quá. Ngon quá. Ngon quá. Thịt heo gì thú quá. Thịt heo thú 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 quá. Nó là bị lộn quá. Nhớ là thịt thúi à? Nó là thịt thúi quá. Lại đây 4 phút rồi kìa. Bốn phút rồi đó. Tranh thủ ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mới ăn quá. Mới ăn mà. Nhai đi, nhai đi. Wow. Cho quyền trợ giúp một ly nước nhỏ được không? Không, không. Thua là thua chứ không uống nước. Mà thấy mặt đau khổ gì trời. Có rồi. Giống con như ổ đầu tiên. Ừ, vậy ngon không? Gán ăn đi.
Ủa ăn quá. Tranh thủ đây, không mấy ổ rồi. Hai ổ rồi. Hai ổ rồi. Bằng rồi không? Mình giờ mớp này hồi ăn lượm lượm nè. Đâu ớt rồi cho anh coi coi. Không biết miếng ớt đâu. Ba miếng, múc mấy miếng rồi. Em ớt, ăn ớt cái em quen rồi, em múc mấy miếng kìa. Cố lên, cố lên. Đau khổ gì. Ăn uống có thể đau khổ quá. Ờ, tính cắn dữ chưa? Người răng khổ hai bằng lâu. Đâu có giống như chân thúi không bữa đâu mà. Má sốt của Long mà. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đứa mày thích bây giờ à. Phụng ngang nó không nói lên lại luôn. Lỡ ngang ớt á. Để khô khan nó đang đỏ. Vậy rồi trò chơi chứ. Ăn đâu đâu dễ lấy tiền đâu. Đó. Ừ. Ăn mì ợ luôn hả dữ không? Không cho uống nước mới ác chứ. Ở ba rồi đó, chuẩn bị bổ thứ ba, ngon lành. Ngon ngon. Ai trình ăn đâu mà ăn dữ vậy? Nói sao? Cuộc chơi đây là của Tấn à. Của em. Lực chơi này là của em. Em ăn đi em. Rồi ăn mì mở lên ốc cục của đơn. Nổi da gà luôn. Bút nguyên nguyên lớn nhà cho nó sướng hả Tấn à? Làm cái nửa ổ luôn. Thôi à. Cắn cái nửa ổ cái chơi, coi chơi. Còn phụng ngốc cái miệng một nó ngộ con mới ăn được người. Cố lên, cố lên, nuốt lội ăn mắt ra kìa. Nào quý. Nãy nào cũng chữ lắm mà. Trời ơi, em ăn 5 ổ, em ăn 10 ổ không á. Bây giờ mới có 2 ổ lần nào mà ké chứ rồi. Thua. Cố lên, cố lên, cố lên. Chạy, 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 chạy. Trời ơi, 10 phút, 10 phút rồi, 10 phút rồi. Trời mới 10 phút rồi. Bỏ nè, bỏ nè. Thấy các bạn miếng ngon quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Sao quý. Mình cảm thấy mình sắp thua cuộc rồi. Thua cuộc đừng cắm đầu sình nha. Ôi hả. Cắm đầu sình đó nha. Yêu. Sao vụ gì? Ngay qua ngay. Ngồi chưa? Quất cái hình cái là tung té ra đừng. Ổn không, ổn không? Dẫn ổn áp anh ơi, ừ. Lo được, game này lo được. Lo được không? Ừ. Lo cái chiến đi em. Ừ. Nhà ông ngõ làm tôi gân quá trời ơi. Ổn không, ổn không? Ổn không biết được ta tính ổn, nè. Ổn, ổn, ổn. Để đây chia, 11 phút rồi. Xây sắm mặt mai luôn rồi. Quay quay luôn rồi anh. Rãi đứa nào nói em ăn phải được 5 ổ mà. Em nói. Đứa nào nói 5 ổ mà. 6 ổ, ngày 6 ổ. Ừ. Chưa nghỉ mà con ăn. Ừ, ăn đi. Cố lên, cố lên. Chín là quốc lần 3 ổ không á. Ừ. Cao lắm mọi người. Để bỏ hè quay rồi mà ngán chết luôn á. Mày chỉ giúp uống nước được không? Không. Vậy là đầu hàng đi. Vui ơi. Cút nổ cũng cá luôn á. Vui ơi. À không, tính nhai gốc không? Nhai chết chết luôn à. Nói gầy gốc thì đây. Tính rồi hả? Để mấy ổ xẹp xẹp lên trên đây nè. Cho nó ăn trước mấy ổ xẹp để hồi nó hư hết.
hơi xấu. Vô. Gẹn gẹn gẹn. Tam người. Gẹn gẹn gẹn. Chưa. Gẹn gồng gẹn gồng. Gồng đi gồng đi. Bóc lên là ổ nào ăn ổ đó đi, để hư ngang để xẹp hết nè. Mấy ổ này xẹp lép chân nè. Nãy để đè nè. Rồi ăn tới đâu cũng nổi đó rồi. Lộm 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 lẹ. 30 phút chơi qua đó, chuẩn bị 30 phút rồi đó. Đó ngon như ổ đầu tiên. Tranh thủ ơi, tranh thủ ơi. Đất rồi. Nóng mũa. Ngon không? Ngon. Thằng nào đòi ăn 6 ổ đâu. Giết giết lên. Nà ní. Tại sao? Tại sao đời kết theo như vậy? Ngon đó không? Hả? Đó. Nhà đi, nhà cố lên. Không, đâu cho ăn được, đâu cho uống nước được. Còn còn phụng ăn cả. Nè, hình như ăn trứng lộn. Ăn theo kiểu như mà hốt mà nấm cơm dẹp á. Phụng ăn mà nó từ tốn rồi ăn, ăn trứng một chiếc túi mà. Cay quá hả? Dính miếng ớt bây giờ. Mỏi không? Không nhỏ không? Nãy đụng mà. Ngọt khú quá. Gán đi, gán giọng ơi. Có lên, có lên. Mày nhiều nhiều thịt nhất nè. Không, không phải ăn mấy ổ nhỏ trước đó, tao ăn rồi mới ăn ổ lớn nó mới dễ. Mày không đi. Có gì tên ngon dữ hả? Có gì tên kìa. Thôi ơi, thôi cho đi nước hả? Cố lên, cố lên, cố lên. Thôi ơi, cho đi nước hả? Phụng mấy ổ rồi. Em ba ổ rồi. Thiệt không? Thế. Rồi quốc ổ này nó dính phải. Phải ớt nó dính phải tại em. Phải ớt. Phải dính dơ rồi. Tha tha nó luôn, tha luôn. Dơ rồi. Tha đi. Nó yếu quá, ăn cà yếu quá mà. Chị ăn phụ hả nè? Ăn hai mắt chừng chừng luôn rồi. Tiếp tục. Tiếp tục rồi, tiếp tục. Ổ thứ tư mà. Ổ thứ tư rồi, cố lên. Giữ, 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 giữ. Giữ vững phong độ. Đó. Mọi người ổ thứ ba nghe. Đó. Phụng như có tiếng nói đó. Tiếng nói này. Mày chết mẹ tao. Đua 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 nó, trắng cái ổ này không có ớt nè, ổ này ít ớt nè. Chơi cắn nhiều ói á. Ói đó. Mai Nhật mình dậy từ từ thôi. Sao bạn này sao rồi? Hai mắt em nó dừng rồi. À, cái chị, wasabi nữa. Không. Gì wasabi vậy? Có wasabi nữa. Oh. Đây nè. Cái uống không? Sao? À. Đó rồi, ấy chờ. Bờ xanh. Bị bệnh không? Wasabi. Không mổ mà ca dữ thận đợi. Ca lên tới cái đầu con mũi nè. Ớt cà. Ớt cà. Ớt cà thôi chứ cái gì đâu. Đi lại vậy. Mổ đó. À, trời dữ hoa sao bị nữa. Ớt cà chứ hoa sao bị vậy. Ăn tươi tốt. Ăn gì tươi tốt. Trời trời ông cục nó lên, cục nào nãy lớn rồi nè. Giết đi, giết đi, 30 phút cho ba rồi. Nó lên nữa nè. Thấy không? Cắn nó lại lên, cắn nó lại lên nè. 30 phút rồi. Dạ. Dạ. Cắn dính vừa sạch. Cắn dính vừa sạch hả? Mày kiếm gì đây? Hồi có thứ bờ xanh đúng không? Cố lên, cố lên. Nguy đâu rồi? Nãy ăn dữ lắm hả? Dạ, anh đang ăn rồi. Cố lên. Đang ăn rồi. Nguy dính bờ xanh. Nguy dính bờ xanh rồi các bạn ơi. Hai người thành hai bên. Ngon. Lúc lúc rồi, quý lúc rồi. Nó quá xuống xuống. Nhả một cái là mày chết mày đó. Quá quá lúc rồi, lúc rồi, lúc rồi. Ngước cái đầu lên nghe quái. Lúc rồi, lúc rồi. Không ai rồi.
Lúc rồi, lúc rồi. Trời ơi. Ổ em không có hả? Ổ cũng đâu có đâu. Kỳ á. Rồi xong, xong rồi. Ngắm mày phải ăn đi chứ. Con nó cực con nó không bà lộng rồi. Giờ mấy con. Nghe không? Bà chỉnh đủ bà luôn. Tới rồi, tới rồi. Lên nữa rồi, lên nữa rồi. Con nữa. Có lên, có lên. Có mũi con dữ quá không? Kì là sao vậy? Trời. Bờ xanh, bờ xanh đâu, bờ xanh đâu? Trời ơi, trời. Bờ xanh. Rồi không, thêm ba con nhạn chứ bị chết. Ăn đi chứ. 30 phút rồi kìa. Gì? 30 phút rồi đó. Trời ơi, trời. Trời ơi. Nghe ngóc đầu ra coi, làm gì nghiêng đầu bánh hoài vậy? Ngước mặt lên chứ. Nó khó ăn cất luôn. Trời. Rất là ngon rồi mọi người. Sao ổ không? Mày quẹt lên. Lên. Ồ. Ổng. Vậy chưa ra, chưa ra. Tới đây lại chặn lại. Tại bánh mì nhiều quá kẹt đây nè. Đâu ra được đâu. Chưa phải bơ xanh á. Đấy gì xanh xanh dưới bánh mì ta. Nó nằm đây mình cắn, bên đây mình né nó. Né. Đừng né. Chết né. Cút mình vô mà sao không có luôn. Sao bạn này rồi. Sao mắt bạn này trắng trắng ăn mắt nè. Gì có dính có ngõ mà trắng trắng mắt cha. Nó sẽ nhầm anh thôi. Thua chưa? Thua gì cũng nổi. Trắng là thua. Nó trắng gì hai miếng bờ xanh đâu. Tối liền. Có ăn quá. Ngon là đâu, ngon là đâu. Sướng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chẳng ngon như ảo đầu kia. Ừ, cố lên, cố lên. Cắn né chưa? Né sạch vậy không anh? Khó ăn quá rồi. Khó ăn quá. Cái. Khó phải ăn chứ sao? Rồi, bạn này. Đó còn được, còn nhai nữa. Nhai quốc đi, lại lại đi. 30 phút rồi kìa. Từ từ, được không? Ăn phải ngốn ngốn vô chứ ăn kỳ á. Ngốn không? Ừ. Mày ngốn bỏ qua xanh xíu luôn á. Ăn gì né quên gì quá. Nó không cần họ con ngốn cái mọt vô không biết gì luôn. Phải nhai. Nhai cho từ tốn vô vô. Họ kia gớt lâm chân kìa. Rồi mới ăn mày. Tới không chịu. Ăn quá sao bị quá tại hả? Con tiếp qua sao bị chứ nhiều. Tại á. Lẹ lẹ đi, cái mặt dễ thương quá vậy. Đang 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 đang. Nghe cái mỏ kìa, mỏ kìa. Ba cái đầu quỷ này em ngốt cái một. Ừ, lắm. Ờ, đúng rồi. Nhai. Ngon lành. Nhai. Nhai. Nhai đi vô kìa vậy. Nhai không có nút trọng á, cổ mày chích mày hả con. Nhai ngồi trắng trắng hết trời. Sướng không, sướng không? Không. Ngon. Ngon. Ngon ngon. Sướng rồi, sướng rồi, sướng rồi. Phụng sướng tới tay rồi. Đã tới coi đi tôi rồi. Này thở chứ à. Này thở chứ. Ê ê ê làm gì vậy? Làm gì vậy? Kỳ vậy?
trời. Ăn bánh mì mà làm gì sổ dữ trời. Lên cơn động kinh. Vậy Tấn. Ăn hồi gì mà buông ra nhả. Ủa không cô ngút rồi cô. Ủa cô. Ủa cho uống nước. Yeah. Mình uống sao mọi người. Mình vẫn ổ đầu tiên. Ủa sao mấy ổ này ăn dữ lắm rồi. Sao hai mấy ổ này ăn ít vậy Tấn. Chịu rồi. Cái gì giờ mình phải ăn không có chỗ nào nó không nóng hết thôi. Nó bị lửa đốt mà. Có nửa tiếng Bồ Tát có làm gì căng chứ. Tới rồi, tới. Tới rồi. Tới quý tới luôn rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Ngon. Hà Nội đó. Lấy bên. Hà Nội. Cái kia. Còn cục kia kìa ông. Rồi. Miếng dưa tôi cãi luôn mày. Ăn mà thấy mặt đau khổ quá. Đó, nó còn nguyên lụ với sao luôn rồi. Đúng rồi. Bơ xanh. Trời ơi trời. Sạch rồi. Cái này ai quá trời. Em quá chứ ai quá. Lấy dưa leo kéo kéo rồi nè. Đẹp nhớ không? Lấy dưa leo kéo kéo xuống rồi nhớ không? Nó nãy chữa đúng chỗ người ta. Để bao phút hơn kìa. Ngốn đi, ngốn đi chứ. Chị khói rồi nè. Chị khói chứ hả? Chị thấy. Giờ mình mẩy nó ra hết trơn nữa. Hầm răng nó ê, cảm giác kiểu như ê buốt á. Ừ, sung sướng cuộc đời. Ừ, sung sướng đời. Lộng đi. Lẹ đi. Chù, vừa wasabi mà vừa ớt nè. Tới công chuyện này chứ. Khoan ngon. Nè, bỏ ít quá rồi bỏ vô cục bự này nè. Nó đã. Dồn ở đây là dồn như cái nhân á. Lẹ, 30 phút rồi, 30 phút rồi, lẹ. Phút đi. Nó miếng mình nhiễu một hộp. Gì vậy quý? Trời ơi. Sao? Trời bị sống khó ăn ghê không? Hả? Qua trời bị sống tươi trời ơi. Đậm vị luôn. Cắn hà thở cái đó. Gì ghê. Nhả vô. Trời ơi thơm lừng. Xuống, dở cho xuống. Lên não á. Ăn mì tao ngon chết mà gần như nổ nồng lấy nái không trời. Trời kiến rồi. Sao rồi giữ em. Trời kiến rồi. Quá trời cay em rồi. Mình phải là giờ nó cảm giác như nó bồn chồn nó cay. Toan thắng luôn. Giờ nó gung gãy. Này né chưa bạn này né chưa. Có không, ăn rồi hồi em ngốn một lần. Ăn lòng miếng ăn không đã. Sao giờ nó giật tùm lum hết đó các bạn ơi. Mày hay nhát hay á, để cái dưa leo ngay bon luôn rồi. Ôi, quỷ không á. Mà chủ bán bánh mì. Ông nào ngu như này á, coi người ta đã cái hồi ăn chung luôn. Cái ngu chứ. Bóc lộn luôn mọi người. Cho sao ăn tự xử luôn. Đẹp. Có lên, 30 phút kìa. Cô lên đây em ơi. Không có cho mày lửa, nó ngang rồi lửa mày chết mày đó. Đưa con này ăn nữa. Đang ca uống này uống theo suối nữa. Vậy đã biết ổ nào hồi đừng nói lượng nữa. Ủa vậy? Ủa, sao bị? Em mấy ổ Tấn? Em 4 mà anh ơi. Quý mấy ổ rồi? Bảo. Phụng? Em 5 ổ rồi, ổ nữa nghỉ ra. Em ổ còn gửi đây 2 ổ nữa. 30 phút rồi kìa, lại đây. 30 phút rồi. Ai ăn nhiều rồi người đó thắng nha. Rồi xong bạn này nhai gì tới công chuyện nè. Ủa. Dữ rồi, sướng rồi. Sung sướng cuộc đời. Trời ơi. Cố lên. Đi lên lĩnh rồi hết ổ rồi trời. Mày bỏ mấy ổ đi. Không biết.
quất khi mổ dắt lửa ối đầy chỗ. Quý đưa cái mặt này gì vậy? Trời ơi. Ủa mày đâu được con ơi. Xin lẽ. Quý. Chị tôi đây. Ăn đi, ăn đi, 30 phút rồi kìa. Tranh thủ đi. Sao mắt giật của giật? Không, mắt tôi cũng giật, con đang mấy dưới này. Mấy người đang nhà mình mấy nữa. Tao biết rồi. Đường nào ăn được miếng nữa trời. Đó vậy. Không trời ơi, dính gam lắm nè. Để đây, để đây. Để đó bụng quá nè. Thằng hưởng cái mùi thơm của qua sa bì nè. Trời ơi. Của tụi xíu xíu à. Đó thằng. Cái này chà bẹp luôn, nước miếng nhả vô cái gì mà. Đi thôi. Tại sao hai người hai mình trời. Kìa trời. Nhiều hơn uống rượu ăn hổ quá khè hết trệt. Cứ lâu tay giờ cứ bưng rồi. Nó mũi có ăn quá à. Mày muốn đồ gì cha? Dạ. Cái vỏ mà ăn không? Nhục mày là chết à. Má. Con. Mày hết qua hết lại, nhìn qua nhìn lại quốc gần hết nổ rồi. Trời ơi trời. Ăn được cái mơ mốt rồi, ăn hết lắm. Xin lè luôn. Nó lên. Hàng chi nãy thấy đi lâu quá bạn ơi. Nằm giống mà tôi ngủ được một giấc luôn. Nghe đi em. Nghe mạnh vô. Nghe quốc mới không? Ừ. Ừ. Ngay. Nó hết cơn rồi kìa. Bắt sao vậy giật dưới. Quốc thì mổ khéo không á. Hút tới đây nữa hết rồi. Trắng đầy miếng. Đúng rồi. Đầy miếng. Đầy miếng nữa. Miếng nổi luôn. Tính bài bản ghê không? Nó ngồi chơi nó chết tàn nhẫn thiệt. Không ổn thứ ba mọi người ơi. Mừng quá rồi mừng rồi. Hết lớn rồi. Hết rồi. Nó quất thì mổ nữa. Cái nó hết thời gian cái. Nó đó. Ghê tội. Mày ăn đau cột ngày luôn. Cái gì đấy? Chưa không? Tôi ngửi tiếng không? Thôi. Mọi người ơi. 31 phút nha mọi người. Là mình đã triệt xong ổ thứ ba. Con này nó chưa là triệt xong. Có lý à. Đừng mà ổn ẩu. Ổn ẩu hết ổn ẩu rồi con. Ổn ẩu. Dạ. Tắt đi. Có còn con nữa. Giữ nó lại chứ. Thua là cũng phải ăn. Ăn uống hết được rồi, con hiểu luôn á. Giờ chấp nhận thua chưa? Không, hết giờ mới thua. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Ừ. 31 phút rồi. Mình hay lắm mọi người. Mình cắt ghê. Sao? Chấp nhận thì hình phạt chưa? Còn nữa ổn đồng cô thì không thua nước được không? Thua nước được.
Tại giờ nó hết thời gian không phải là chịu thua. Trời ơi, vậy sao? Dạ. Bây giờ người thắng cuộc, tiếp tục. Tướng thắng là thắng đâu? Mình đã có biểu phạt. Thì bốn bảo không? Ừ. Đài uống vô rồi bị nằm bánh găng hết rồi. Chờ cái tay tê hết thịt hả? Mọi người vô miếng nước nghe. Hồi nãy giờ mà không dính qua xe bì là em bậy ổ. Mà chơi ác quá mọi người ơi. Thất bại. Thất bại. Không có qua xe bì, nãy giờ mình bậy ổ khỏe mọi người. Bậy ổ trừ 4 ổ. 4 ổ này mấy không có qua xe bì xong lâu rồi. Không qua xe bì là quý đức. Ăn hết nổi rồi, hên á. Nó bắt con chú con kia ăn đây. Dạ cuộc chơi kết thúc không? Chưa kết thúc. Dạ thắng. Em thắng. Phụng thắng. Phụng thắng. 4 ổ ghê thiệt. 4 ổ. Phụng nó cũng 3 ổ nhưng mà nó ăn chưa hết. Ăn hết thì mình quê tao mình nhỉ. Quê gì? À.